Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự việc triển khai quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị định số 114 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định 2977 quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chợ, thu hút các nguồn lực của các tổ chức kinh tế cá nhân cùng nhà nước quản lý khai thác chợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư của khu vực dân doanh vào kinh tế địa phương. Quyết định 2977 ra đời là bước luật hóa Nghị định 114 có vai trò quan trọng giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh chợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xóa đi hình ảnh chợ tạm, chợ xuống cấp hiện nay. Hiện nay có khoảng hơn 40% giao dịch mua bán thông qua chợ. Duy trì và phát triển hiệu quả mạng lưới chợ sẽ góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và dịch vụ, góp phần tiêu thụ ngày càng nhiều nông sản hàng hóa và cung cấp đầy đủ vật tư, hàng tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn. Phần lớn các chợ ở khu vực nông thôn là chợ hạng 2, hạng 3, tuy nhiên việc quản lý chợ và điều hành các hoạt động của chợ còn rất nhiều bất cập, nhất là các chợ do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý. Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, ô nhiễm môi trường, vấn đề văn minh trong thương mại, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong phạm vi chợ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý chưa chặt chẽ, yếu kém nên một số chợ việc thu phí không đủ bù đắp các khoản chi phí như phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ. Nhiều chợ tạm, chợ cóc xuất hiện lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự đô thị, văn minh thương mại. Bên cạnh đó, ban quản lý các chợ hoạt động chưa hiệu quả, bộ máy cồng kềnh, vấn đề liên doanh liên kết và huy động vốn đầu tư xây dựng chợ phải tuân thủ các quy định cứng nhắc, chưa linh hoạt. Để khắc phục những bất cập trên, từ ngày 23 tháng 12 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định 114 về phát triển và quản lý chợ. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 2977 về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ ban quản lý sang hợp tác xã, doanh nghiệp quản lý là một trong những chủ trương đúng đắn nhằm góp phần đưa các chợ trên địa bàn hoạt động hiệu quả hơn. Trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 16 chợ, hầu hết là thuộc chợ hạng 2, hạng 3, trong đó có 8 chợ được dự án LifeShop đầu tư xây dựng khu bán hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng còn 8 chợ, cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp. Do ngân sách địa phương có hạn nên việc sửa chữa xây mới chợ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là chợ Đôi tại thị trấn Tiên Lãng, là chợ hạng 2 được xây dựng từ những năm 80. Sau nhiều lần sửa chữa, hiện nay chợ xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Còn đây là chợ Quang Phục, được đầu tư sửa chữa từ năm 2012 nhưng không đảm bảo về vệ sinh môi trường. Hệ thống thoát nước thải bố trí không hợp lý, vẫn còn tình trạng nước thải tù đọng, rác thải vứt bừa bãi, việc bố trí sắp xếp các ngành hàng không hợp lý. Đó là nguyên nhân chính khiến chợ luôn vắng khách. Điểm yếu dễ thấy nhất ở các chợ này là công tác vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm còn kém, chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các chợ chưa có hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống vệ sinh công cộng, cấp nước sạch, chưa có các dịch vụ như kho bảo quản, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, do đó đã ảnh hưởng lớn đến việc trao đổi mua bán hàng hóa tại các chợ. Mặt khác, lượng hàng hóa trao đổi tại chợ nông thôn còn nghèo nàn, hoạt động kinh doanh của chợ chủ yếu là vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nên việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa chợ ít được các cấp chính quyền quan tâm. Trong khi đó, việc thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng chợ nông thôn gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường xung quanh chợ làm nơi buôn bán đã gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, thu phí, quy hoạch lại ngành hàng, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tổ quản lý chợ được Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thành lập, hoạt động dưới hình thức giao khoán, có nhiệm vụ quản lý chợ, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn. Ban quản lý chợ không thể chủ động trong việc bố trí sắp xếp các ngành hàng, các điểm kinh doanh tại chợ mà phải do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định. Trong khi đó, việc chuyển đổi mô hình quản lý theo Nghị định số 02 và 114 của Chính phủ đang trong quá trình triển khai thực hiện. Các huyện đã ban hành quyết định về việc thành lập ban quản lý các chợ trên địa bàn, nhưng hầu hết các ban quản lý, tổ quản lý chợ chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là thu phí chợ, thu hộ thuế cho các cơ quan thuế, mà nhiệm vụ chính như bảo trì, nâng cấp các công trình chính của chợ còn bỏ ngỏ. Mặc dù Nghị định 114 ra đời từ 2009 và quyết định 2977 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có hiệu lực năm 2016, nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng vẫn chưa triển khai.
Nguyên nhân đầu tiên phải kể tới là chưa nhận được sự đồng tình cao của Ủy ban nhân dân các xã, ban quản lý chợ do tâm lý lo ngại mất nguồn thu từ việc tách chức năng trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh khai thác chợ ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Nguyên nhân thứ hai là do các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc đầu tư xây dựng chợ. Nguồn vốn bỏ ra xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất lớn nhưng nhu cầu của người dân lại chưa cao. Số lượng tiểu thương đăng ký kinh doanh thấp nên khó có thể hoạt động và thu hồi vốn. Thành phố chưa có cơ chế ưu đãi riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng chợ nên chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chợ. Mặt khác, Sở Công Thương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ nên phía huyện vẫn còn lúng túng. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2015 đến năm 2020 nên tâm lý không bị áp lực thời gian khiến địa phương vẫn chưa triển khai. Để làm tốt công tác chuyển đổi mô hình chợ thì huyện Tiên Lãng cũng đề nghị với lại Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn và có chuyên gia giúp cho huyện để làm tốt công tác chuyển đổi mô hình chợ. Trái ngược với huyện Tiên Lãng, ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 2977, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã có kế hoạch 29 chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, trong năm 2016, huyện làm điểm hai chợ, đó là chợ xưa xã An Lư và chợ Phục Lễ xã Phục Lễ. Nhưng đến thời điểm này, mới chỉ có chợ Phục Lễ đang tiến hành các bước chuyển đổi mô hình quản lý, còn chợ xưa thì chưa thể triển khai. Đây là toàn bộ quang cảnh chợ Phục Lễ. Chợ được xây dựng từ những năm 60, sau nhiều lần sửa chữa, kinh phí có hạn, chỉ sửa chữa nhỏ lẻ nên chợ nhanh chóng bị xuống cấp. Năm 2011, Ủy ban nhân dân xã có tờ trình xin được nâng cấp và mở rộng chợ và được Ủy ban nhân dân huyện đồng ý. Với diện tích hơn 4.000 m2 với hơn 100 tiểu thương đăng ký kinh doanh, chợ đang trở thành một trong những chợ có cơ sở hạ tầng đẹp nhất của huyện Thủy Nguyên. Được đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến cuối năm 2014, chợ hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhận được sự đồng tình của tiểu thương cũng như người dân về mô hình quản lý chợ từ phía doanh nghiệp. Sau khi coi như là tiểu thương vào làm được như này thì tôi thấy là coi như rất là sạch sẽ này. Cái thứ nhất là mọi người được ngồi không bị nắng mưa này, thế là đi lại sạch sẽ này, không bị lầy lội, không bị ấy, chúng tôi rất là mừng, rất là phấn khởi. Trước đây chợ Phục Lễ rất là lụp sụp, thấp và diện tích nó rất là hẹp. Nhưng từ ngày xã mở rộng chợ ra thì chợ đã khang trang hơn. Dân chúng tôi cũng đi chợ cũng thoải mái, đầy đủ các mặt hàng hơn. Vệ sinh, khâu vệ sinh thì rất là sạch sẽ. Mặt hàng thì đầy đủ, hầu hết cũng có những cái, tất cả các tiệm tạp hóa và những cái siêu thị nhỏ cung cấp được đầy đủ những cái nguồn hàng mà nhân dân cần dùng. Theo tìm hiểu, sở dĩ Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên lựa chọn chợ Phục Lễ và chợ xưa làm điểm cho mô hình chuyển đổi quản lý chợ vì hai chợ này đều đã được doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây được coi là thuận lợi cho huyện Thủy Nguyên trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Năm 2013, chợ Phục Lễ đã được Ủy ban nhân dân xã Phục Lễ giao cho phía công ty cổ phần Kim khí và Xây dựng Bảo Huy đầu tư kinh phí xây dựng nâng cấp cải tạo và mở rộng diện tích chợ. Do đó, việc công ty cổ phần Kim khí và Xây dựng Bảo Huy tiến hành đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng cải tạo chợ Phục Lễ đã giảm bớt khâu đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư theo quy định của quyết định 2977. Đây được coi là khâu quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ vì việc lựa chọn được nhà đầu tư có số vốn lớn đầu tư xây dựng chợ nông thôn là bài toán khó đối với một số địa phương. Hiện nay, phía công ty đã được bàn giao toàn bộ tài sản trên đất, còn về quyền sử dụng đất đang đợi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Mặc dù đồng tình với chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo xã Phục Lễ vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở. Vì theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phục Lễ cho biết, từ cuối năm 2014, mỗi tháng phía doanh nghiệp quản lý chợ đều đóng góp vào ngân sách địa phương 5 triệu đồng. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, liệu phía doanh nghiệp có tiếp tục đóng góp cho địa phương hay không? Bên cạnh đó, đối với diện tích đất lên tới hơn 4.000 m2 để cho doanh nghiệp xây dựng chợ thì doanh nghiệp sẽ phải thuê đất hay là được giao đất. Tới đây sẽ đề xuất theo cái hướng là cái giá trị mà đất mà sau khi bàn giao doanh nghiệp, địa phương sẽ đóng góp cùng doanh nghiệp để sau này tính toán để tạo cái nguồn thu lâu dài cho địa phương. Để có nguồn thu lâu dài địa phương thì cũng rất mong của thành phố, Ủy ban thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên quan tâm
tạo điều kiện và theo cái đề xuất của Ủy ban xã Phục Lễ để đảm bảo nguồn thu. Xu hướng chuyển đổi mô hình hoạt động của các chợ là một xu hướng khách quan và cần thiết trong quá trình phát triển thương mại nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Sẽ có những chợ truyền thống, nếu được chuyển đổi, sẽ hoạt động tốt hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Nhưng cũng sẽ có những chợ chỉ nên cải tạo, nâng cấp và giữ nguyên chức năng là chợ truyền thống vốn có của nó thì sẽ hiệu quả hơn. Với số lượng chợ lớn cần được quy hoạch và quản lý, sẽ có nhiều chợ phải di dời chuyển đổi, nâng cấp hoặc thậm chí là phải di chuyển sang vị trí khác. Việc chuyển đổi cần phải có sự tham mưu của các cấp quản lý về thương mại cùng với chính quyền sở tại, đánh giá kỹ các khâu trước khi tiến hành thay đổi, xây dựng phương án phù hợp. Đồng thời, cần có sự tham vấn của bà con một cách công khai dân chủ và ngay từ sớm thì quá trình chuyển đổi hoặc thay đổi sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ nhà nước sang doanh nghiệp cá nhân và hợp tác xã là chủ trương đúng đắn. Nhưng để thực hiện có hiệu quả chủ trương trên, các địa phương nên cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn các chợ để bàn giao cho doanh nghiệp. Cách thức xây dựng phương án và tiến hành thực hiện việc chuyển đổi nhằm tạo ra những đổi mới cải tiến giúp cho người dân cũng như doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề pháp luật và cuộc sống kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.